không được, nhất quyết không về lúc sáu giờ. Dạ, đúng rồi. Đó là cái đầu tiên, cái sẽ đọc. Cái thứ hai là cái về chọn địa điểm. Thì địa điểm thông thường thì vì em là dành khu ở đây thì em nắm. Anh nghĩ là cà phê Thiện Trúc thông thường ngày người nhập nó rất là đông. À, chọn Thời Trúc. Tức là chọn cà phê Thiện Trúc rất là đông, bình thường đi là cô cho ngồi là thấy như đi trẻ. Thì có một điều rất là kỳ lạ khi mua. Chưa thấy bao giờ thấy cà phê Thiện Trúc có bán như hôm nay. Có một cái nữa mà em cũng không biết nói sao nhưng mà rất là kỳ. Có nghĩa là khi em vô đó là 10 bàn, nếu tính trung bình 10 bàn là thấy hình như 6-7 bàn là cứ ngồi một nam một nữ, cứ nhìn mình ánh mắt hình viên đạn là thấy sao đi. Em không biết nữa nhưng mà cảm giác người ta ngồi đó giống như có đang nói chuyện gì đấy, thì gần như cái khả năng mình tới để mà tiếp xúc với người ta mà chào cái đơn hàng là gần như cái lòng tin của mình không có nữa. Thì khi xuống là lòng tin mình đã thấy ấm rồi. Và lúc đó em có trao đổi với chỗ chị Trang á, chị Trang nói bây giờ 6 giờ rồi phải quay lại đi. Bây giờ mình chia ra vô thấy nó bán không được mà cứ ở đó bán hoài. Lúc đó không có bạn cái chiến lược đâu. Lúc đó là thừa nhận là lúc đó khi đi vô đó là khi bán được chừng nào thì hai chừng đó, nhưng mà lúc đó mình không tin là lúc đó mình bán được hàng. Vì lúc đó thực tế là khi người ta ngồi hai người mà khi tâm trạng người ta không tốt thì gần như cái khả năng mình tiếp xúc người ta để mình giải thích á. Có một điều là vô đó mình gặp ba cái. Thứ nhất á là trường hợp đầu tiên là mấy người kia thì gần như không có khả năng để nói chuyện. Cái thứ hai thì gặp ngay đúng cái hội đa cấp đa phục mà mình không biết, mới bước vô chào hàng thôi chị dạy chị bây giờ chị dạy kinh doanh này, chị dạy mình chủ này, em cứ học thôi, anh giới thiệu chị bắt đầu không thật sự là gặp ngay học ông quay đa phục rồi như mình nói thôi em quay anh như thế. Có một điều mà sau này khi có tới gặp hai đứa kia thì nó gần như mình hai đứa kia có một bạn trong nhóm mình tới chào. Thì lúc đó bạn đi ra nhưng mà nhìn thấy hai đứa nó có một cái gì đó mà nói chung mình có một lòng tin gì đó, mặc dù là bạn đó định rút ra rồi nó chào đi rồi, mình có một cái lòng tin, mình nhìn người ta có lòng tin ta, lúc đó mình quay lại mình thuyết phục. Mà lúc đó là cái bạn nó sợ mình giới thiệu vì bạn nó túi không có tiền, mình nhìn thấy bạn mình biết cái bạn không có tiền, thì lúc đó mình mới biết nó lại không có tiền, em không có bán buôn, em không có khả năng kinh doanh gì hết. Thì lúc đó mình mới gặp đầu tiên trong quán đó, gặp hai đứa đó mình mới đổi lòng được. Lúc đó mình nói thẳng anh thì đi đó là anh là người chủ doanh nghiệp, mà anh có công ty, anh cũng có nhân viên, mấy em thực tế nếu như mấy em thấy mấy em là nhân viên quan trọng nhất nhận tiền thì mấy em đang chưa có việc làm và mấy em cũng đang thất nghiệp nữa, thì nhưng mà anh đang gặp những khó khăn trong vấn đề kinh doanh, anh cũng không tin là trước đây anh có thể ra mở để kinh doanh được. Anh cũng tính như vậy, lúc đó anh chấp nhận là coi như hôm đó hôm nay anh không bán được hàng, nhưng mà anh sẽ chia sẻ những giá trị cho con người đó. Thà chấp nhận mình không đạt được nhưng mà sẽ cho được người ta giá trị rất nhiều. Mấy đứa nó mới chào chú ngày, khi đó sau hai đứa nó cứ nó lục sục điện thoại, nó còn không nhớ số mà nó quấn quẩn, nó nhờ để liên lạc để lại thông tin để mà nói để bọn em sắp xếp. Ban đầu thì nói tụi em làm tới 9 giờ tối mới xong, mấy em không có thời gian. Khi thì em nói là mấy em có tin là ở mình kể chuyện mấy em có tin trong nhóm anh cũng có một số người đã khởi nghiệp từ tay trắng, cũng không tin là mình có thể mở được doanh nghiệp ra, và mình hay chia sẻ những cái gì mình đã học ở đây thôi. Thì lúc đó các bạn đó mới cuối cùng mà các bạn nói là chắc chắn các bạn sẽ tự điện thoại và liên hệ để mà cứ học, lúc đó ra hồn thì để mà lúc đó là muốn thì dạy dạy rồi. Ủa còn đi bán hàng nữa được rồi sao ăn tới vậy còn bán được bộ. Ok cho bạn rằng có tay thì có bạn. Bây giờ tôi bán hàng biết từ mới nói với bạn. Bây giờ là bán như này. Ai cho tôi bán trong vòng 30 phút thì tôi bán được. Dạ. Tôi đi hai món quá. Bây giờ là anh cứ giữ cái này. Có gì nào? Nó đúng là thích luôn, nó giữ.